Cô mến chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục bài giảng sinh học 8. Trước khi vào bài học mới, cô và các em cùng đứng dậy, chúng ta vận động toàn thân với bài Chicken Dance cùng các chú gà nhé. À, chúng ta vừa vận động xong, như vậy toàn thân của chúng ta đều có sự vận động giãn gân cốt rồi đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái sự vận động của cơ thể nó có sự tiến hóa như thế nào so với thú thì con người đã có sự tiến hóa như thế nào, cũng như là khi chúng ta đã học về cái sự vận động của cơ thể thì chúng ta phải biết được cơ thể chúng ta phải có cái biện pháp nào để mà vệ sinh cái hệ vận động cho tốt. Thì cô và các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Thì trong chủ đề tiếp tục về chủ đề hệ vận động thì các em tìm hiểu về nội dung tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động. Thì trong nội dung bài 11 hôm nay các em sẽ được tìm hiểu các nội dung. Thứ nhất rằng là sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú. Thì tuy nhiên cái bảng 11 trang 38 thì các em tự tìm hiểu, trong bài cô sẽ không đề cập đến nội dung này. Rồi, phần 2 là sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ của thú. Phần này các em tự đọc sách giáo khoa tìm hiểu kiến thức nhé. Trong bài cô không nói về phần này. Và cái phần quan trọng đó là vệ sinh hệ vận động. Rồi chúng ta tìm hiểu trong bài 11 phần 1 La Mã. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú. Bây giờ các em quan sát hình trong sách giáo khoa. Đây là hình mô tả về bộ xương của người và bộ xương của thú. Vậy thì các em đọc quan sát thật kỹ hình, kết hợp nghiên cứu thông tin và cho cô biết những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với dáng đứng thẳng, đi bằng hai chân và lao động? Các em suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời nha. Cô gợi ý như hộp sọ thì chúng ta thấy rằng hộp sọ thì hình giới thiệu về hộp sọ người so với thú như cột sống. Đây cái hình kế bên về cột sống của người cô có chiếu lại. Rồi về bàn chân của người với bàn chân của thú. Thì các em trả lời được câu hỏi này rồi đúng không? Bây giờ cô chốt đáp án nhé. Thứ nhất các em lưu ý cho cô về phần xương đầu thì cái hộp sọ của người các em thấy lớn hơn ở hình A, lớn hơn so với hộp sọ của đại diện của thú. Đúng không? Về hộp sọ nó chưa lớn thì nó chứa não với cái thể tích nó lớn hơn và để định hướng. Chính vì vậy mà người có khả năng là định hướng trong lao động cũng như là phát triển được cái nhận thức. Này là tiến hóa so với động vật. Thì sọ của người lớn hơn mặt so với mặt. Chính vì vậy nó đảm bảo cân đối và thuận lợi cho sự vận động của đầu về bốn phía, khi đầu mà di chuyển về bốn phía nó có lợi. Rồi tiếp theo về cột sống thì các em nhìn nè, cột sống đây là đối với chó các em thấy di chuyển đại diện di chuyển bằng bốn bốn chân
À, do đó cái cột sống nó phải phù hợp với cấu tạo, cái lồng ngực nó hướng về phía dưới. Rồi ở tinh tinh thì có vượt một bước tiến hóa hơn, thì lúc này nó thích nghi được với điều kiện sống leo trèo. Cái em thấy rằng là cái chân nó, trọng tâm nó cũng dồn về phía phía sau cái phần chân. Tuy nhiên so với người thì các em nhìn thấy người, cái cột sống của người thì nó thẳng hơn và nó cong ở bốn chỗ. Và chính vì cột sống của người cong ở bốn chỗ nên nó tạo thành hai hình chữ S nối với nhau. Hai hình chữ S, cái hình này nó rõ chúng ta thấy. Và chịu lực của đầu và tác dụng chấn động của đôi chân dồn lên khi mà nó di chuyển. Và chính vì vậy nó giúp cho cơ thể có cái tư thế đứng thẳng hơn. Đó. Nhờ cái cột sống mà các em thấy là nó cong như vậy. Rồi tiếp theo, chúng ta thấy rằng là xương trên cái chi thì các em thấy rằng là các chi trên thì nó có cái có khớp cử động. Đây, các em nhìn ở người ha. Chi trên có những cái khớp cử động như các em đã học ở bài 7. Chúng ta thấy rằng là khớp cử động rất là linh hoạt. Và đặc biệt cái ngón cái thì nó đối diện với bốn ngón còn lại á, để chi trên cử động theo nhiều hướng. Và bàn tay có thể cầm nắm thực hiện được các động tác lao động tốt hơn so với thú. Đây là một bước tiến hóa ở người. Rồi xương gót chân, đặc biệt các em nhìn thấy xương gót chân ở người nè. Cái gót chân này là nó phát triển về phía sau nha các em. Làm cho cái diện tích bàn chân đế nó lớn, đảm bảo cho sự cân bằng vững chắc cho cái tư thế đứng thẳng ở người. Còn xương vòm chân, xương bàn chân nó có dạng hình vòm phía trước các bạn thấy. Đây là hình vòm, hình thú thì nó thẳng hơn. Đúng nè. Chính vì vậy là khi mà chân chân người, bàn chân người các em thấy nó dạng hình vòm, nó làm cho cái bàn chân nó có diện tích tiếp xúc với mặt đất nhỏ hơn diện tích tiếp xúc với chân đế. Và ngoài ra nó còn có thể là hình vòm cho nên nó phân tán lực và tăng cường cái độ bám vào giá thể, giúp cho cái việc đi lại dễ dàng hơn. Đây là những cái đặc điểm sự tiến hóa ở người so với động vật. Rồi tiếp theo các em quan sát rõ hơn về cái xương lồng ngực. Thì cái xương lồng ngực các em nhìn thấy ở người nó gồm có xương ức, xương sườn và xương cột sống, nó tạo nên cái xương lồng ngực ạ. Thì xương lồng ngực này các em nhìn thấy nó nở rộng sang hai bên này, giúp cho nó giải phóng hai tay dồn cái trọng lực xuống xương chậu và thuận lợi cho cái việc lao động. Ngoài ra thì cái đai hông gồm có những cái xương xương chậu, xương háng và xương ngồi đó, nó gắn cùng với xương cụt. Chính vì vậy mà các em thấy là nó tạo nên cái khung chậu vững chắc, cái khung chậu rất là vững chắc. Thì chính vì vậy xương chậu các em thấy ở người so với động vật nó hẹp hơn đúng không? Đó, thì xương chậu ở người là nó nở rộng và xương đùi thì nó to so với thú này. Các em thấy là xương đùi nó nhỏ, còn ở người xương đùi nó to. Chính vì vậy chịu có tác dụng là chịu đựng được cái trọng trọng lượng của các cái nội quan trong cái cơ thể. Như vậy các em thấy rằng là ở người có nhiều cái đặc điểm về bộ xương thích nghi với dáng đứng thẳng như đi bằng hai chân và lao động. Đây các em coi cái sự phát triển của người, cô cho bạn theo dõi cái hình. Thì qua đây chúng ta thấy là ở người có sự phát triển qua từng giai đoạn. Thì các em cũng biết là tổ tiên của người, thì các nhà khoa học cũng đã tìm ra tổ tiên của người là thú, và đại diện đó là tinh tinh. Thì tinh tinh nó có những cái bộ gen nó giống người, nó gần giống người nhất so với các loại thú khác. Và ban đầu thì tổ tiên của chúng ta di chuyển bằng bốn chi đúng không các em, để thích nghi với cuộc sống, đó là leo trèo, hái lượm, mà sau đó dần dần phát triển theo cái dáng đứng thẳng. Thì lúc này con người có thể cầm nắm săn bắt và tham gia ngày càng phát triển, con người ngày càng phát triển và đến nay có thể tham gia vào lao động sản xuất phát triển hoàn thiện hơn. Vậy chúng ta đã hiểu được cái sự tiến hóa của bộ xương người so với xương thú là như thế nào. Giờ các em chốt nội dung chính ha. Thì sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú, thứ nhất là nói về hộp sọ phát triển. Thứ hai, xương lồng ngực nở rộng sang hai bên. Thứ ba, cột sống cong ở bốn chỗ. Thứ năm là xương chậu nở, xương đùi lớn.
Thứ tiếp theo là bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. Chi trên có khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với ngón còn lại. Các em ghi nội dung chính vào vở nhé. Em có thể dừng video lại để mà ghi vào vở. Rồi, các em qua tìm hiểu vệ sinh hệ vận động phần tiếp theo. Đây, các em nhìn thấy làm sao mà để cơ thể mình phát triển cân đối, và cơ và xương nó phát triển cân đối thì chúng ta cần làm gì? Dựa vào những cái hình ảnh cũng như là kiến thức của mình, các em thử trả lời cho cô này. Sẽ làm gì ra? Chúng ta cần làm gì? Nhìn vào đây chúng ta nói rằng là biết được là gì? Để cơ và xương phát triển cân đối thì thứ nhất là phải cung cấp dinh dưỡng hợp lý. Cái này là điều quan trọng các em phải nhớ ha. Tức là đủ chất dinh dưỡng. Đủ chất dinh dưỡng thì nó mới phát triển được. Tuy nhiên, có nhiều bạn khi mà ăn quá nhiều, cung cấp quá nhiều dinh dưỡng, tại vì có điều kiện nhiều nhiều, nhiều mà bạn được gia đình cho ăn rất là đầy đủ nhiều dinh dưỡng, nhưng mà ăn nhiều quá thì nó dễ bị béo phì, đúng không các em? Vậy chúng ta cần phải có cái gì? Phải có thường xuyên tập luyện. Đó là tập luyện để tăng cái thể tích cơ, tăng lực cho cơ làm việc dễ dàng hơn và không bị béo phì. Và một cái làm việc ở đây thì các em có thể là sẽ việc nhà phù hợp với năng lực của cái khả năng của các em, hoặc là tham gia trồng cây, những cái hoạt động nào mà ở trường hoặc là ở gia đình. Rồi một việc nữa là để cho xương cơ phát triển, các bạn nhớ là phải tắm tắm nắng. Thì tắm nắng để tăng cường cái vitamin D giúp chuyển hóa. Chúng ta có tiền vitamin D, chúng ta ăn uống cũng có, nhưng mà chuyển hóa thành xương tốt, cho xương chắc khỏe đó là phải có ánh nắng mặt trời. Vậy thì tắm nắng các bạn nhớ lưu ý, chúng ta tắm nắng vào thời gian buổi sáng thì rất là tốt. Cực kỳ tốt nha các em. Nếu như mà những người nào không tắm nắng thì cái khả năng cái tạo ra tiền vitamin D để tạo ra xương thì nó rất là khó hơn. Do đó đặc biệt những người già mà không có tắm nắng thì nó dễ bị loãng xương, do thiếu sự tiền vitamin D này. Rồi, vậy các em lưu ý ha, để chúng ta biết cách vệ sinh và vận động làm cho cơ và xương phát triển cân đối. Rồi, ngoài ra các em cho cô biết nè, để chống cong vẹo cột sống trong lao động và trong học tập phải chú ý những điểm gì? Ở đây hình ảnh đã giới thiệu, chúng ta dựa vào đây chúng ta suy nghĩ trả lời cho cô nè. Chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chú ý thứ nhất đó là ngồi học đúng tư thế. Các bạn nhìn lên màn hình đây. Đây, cậu bé này ngồi học đúng tư thế thì cái xương cột sống nó thẳng, đúng không? Nó không bị cong vẹo. Còn cái anh bạn này là ngồi bị cong khi viết bài này, thì xương cột sống lâu ngày thì xương cột sống nó bị cong vẹo thì tướng rất là xấu, đúng không các em? Không có tốt. Hoặc là ngồi máy tính cũng vậy, các bạn thấy ngồi sai tư thế như thế này, lưng cột sống nó cũng cong. Phải ngồi thẳng thẳng lưng, và cái vị trí giữa cái máy tính với cái chỗ mà các em ngồi phải có hợp lý, vừa đủ chúng ta quan sát và phải ngồi thẳng. Rồi thứ hai là lao động vừa sức. Vừa sức tức là sao? Các bạn phải làm việc, chúng ta phải canh cho nó không làm việc quá sức, hoặc là khi mà chúng ta khuân vác bưng đồ khuân vác đồ thì chúng ta phải lưu ý, phải tư thế phải ngồi cho nó đúng. Ví dụ như anh này ngồi đứng cong lên, bưng từ dưới một cái vật nặng lên thì dễ bị cụp xương sống đó các em, rất là đau, rất là kinh khủng. Cô đã từng sơ ý bị rồi, nó đau đau khóc luôn đó các em, nên phải lưu ý cái phần này. Khi ngồi tư thế như thế này là đúng nè các em, phải ngồi xuống xổm xuống, chúng ta bưng lên từ từ đó, chứ không để cho cái cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng. Rồi các em thấy khuân vác phải chia đều hai tay nè, và chúng ta không có, đây tư thế này là sai nè, khuân như thế này là đúng nè, không có cong người lại khuân. Hoặc là một cái vật nặng chúng ta đeo ba lô, ví dụ ba lô và laptop hoặc những cái ba lô là bạn nặng quá, các bạn đi học á, bạn đeo một bên riết một thời gian, sau một thời gian thì nó dễ bị cái vai của mình. Do đó là chúng ta phải nhớ ha, mang vác đều bê hai hai bên. Đó. Rồi như vậy chúng ta hiểu được cái vệ sinh hệ vận động đó là để cho hệ cơ và bộ xương phát triển cân đối và khỏe mạnh, thì chúng ta cần phải thứ nhất rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên và lao động vừa vừa sức, ăn uống đủ chất,
ngồi học ngay thẳng, mang vác đều hai bên. Đây là ý chính trong cái phần 2 La Mã. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Rồi, vậy là các em đã tìm hiểu xong nội dung trọng tâm của bài học hôm nay. Cô có câu hỏi củng cố để kiểm tra lại kiến thức của các em. Đây, cái phần này các em lưu ý ha. Công vẹo cột sống là do nguyên nhân nào? Em chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau nhé. À, các em chọn câu trả lời đúng nhất. À, tật công vẹo cột sống do nguyên nhân nào các em? À, không cung cấp đủ canxi hay là đi gút cao, tức là mang giày cao gót á, đối với bạn nữ đó. Hoặc là học không đúng tư thế hay là do ăn uống thiếu vitamin các em? À, cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án đúng, đó là do ngồi học không đúng tư thế, giống như hình các em thấy ha. Ở câu số Để 2. cơ và xương phát triển cân đối, chúng ta cần làm gì? Em hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất. À, các em chọn câu nào nhỉ? À, rèn luyện thể thao thường xuyên đúng không? À đúng. Có lao động vừa sức không? Có. Vậy khi mang vác và khi ngồi học phải giữ đúng tư thế, tránh cong vẹo cột sống. Như vậy chúng ta chọn đáp án đó là cả ba ý trên. Rồi, câu tiếp Em theo. hãy lựa chọn một hoặc nhiều câu trả lời đúng. Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân. Đó là những đặc điểm nào? Các em đánh dấu vào. Rồi, các em lựa chọn ha. Vậy các em thấy bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân thì lồng ngực nở sang hai bên có không? À có, chúng ta đánh vào. Xương gốc chân phát triển. Đúng, có phát triển nha các em. Rồi, chi trên có khớp linh hoạt. À có khớp linh hoạt. Rồi xương, ở này dư chữ các em à. Xương chậu nở, xương đùi lớn. À đúng. Rồi bàn chân hình vòm, cơ bắp chân phát triển có không? À có. Xương gốc chân nhỏ đúng không? À không, xương gốc chân lớn rồi ha. Hộp sọ nhỏ. À cái này không đúng, phải hộp sọ lớn đúng không các em? Rồi. Như vậy các em đã hoàn thành bài khảo sát. Rồi. Tiết học của chúng ta thì đến đây là hết. Các em nhớ về viết bài đầy đủ nội dung bài 11 nhé. Học và trả lời câu hỏi. Đọc mục em có biết và tìm hiểu trước bài 12 nha các em, chứ không phải bài 11.